anh chỉ muốn em biết một điều rằng dù em có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ dành em về. Bởi vì anh biết rằng chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc được cho em. Không được. Thằng chú. Có chắc là men, tăng em không phải. Có chắc là men. Em hãy cho em một cơ hội để thấy Ken chăm sóc em. Không ai bằng không ai Ken. Năm màn cầu hôn ấn tượng nhất trên thế giới mà bạn cần nên xem. Một màn cầu hôn lãng mạn luôn là giấc mơ của mọi cô gái, đó là cái kết đẹp cho một tình yêu ngọt ngào và là sự khởi đầu về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Will you marry me? Câu nói kinh điển này đã tạo được tiếng vang mỗi phút giây trên khắp thế giới. Đâu đó chúng ta đều có thể bắt gặp những hình ảnh, những chàng trai quỳ gối trước mặt cô gái mình yêu cùng với nhẫn và hoa vô cùng lãng mạn. Hãy cùng Daily AZ dạo quanh một vòng thế giới để được chứng kiến 5 màn cầu hôn ấn tượng nhất trên thế giới mà bạn cần nên xem. Số 5. Một buổi đi dạo và mua sắm bình thường trong một cửa hàng điện máy. Có một điều kỳ diệu xảy ra với một cặp đôi này. Chàng trai đã quyết định cầu hôn ở chính nơi đó. Anh ấy đã có rất nhiều sự trợ giúp từ các trợ lý và nhân viên của cửa hàng. Khi họ trình diễu lời cầu hôn của anh ấy trên tất cả các màn hình TV trong cửa hàng, người bạn trai đã quỳ gối trước cô gái. Cô gái bắt đầu bật khóc với niềm hạnh phúc. Mặc dù tất cả đã được chuẩn bị rất lãng mạn và ngọt ngào, bài phát biểu lúng túng của chàng trai kết thúc không suôn sẻ cho lắm. Những lời cầu hôn đó cũng không có vẻ lãng mạn, nhưng đã làm cho cô gái đủ để cảm động và nói rằng cô đồng ý. Số 4. Trời lướt sóng cùng nhau với một cô gái có điều rất lãng mạn và đưa ra một lời cầu hôn vào đúng thời điểm đó càng tuyệt vời nhiều. Không có một từ nào hơn để có thể mô tả điều đó. Cách duy nhất là mời bạn hãy xem chuyện gì xảy ra khi họ đang ở trên một chiếc thuyền. Chàng trai đeo nhẫn cầu hôn vào ngón tay của bạn gái và cô ấy thích thú điều này. Số 3. Trong một siêu thị ở Dubai, màn cầu hôn kết thúc khá bất ngờ cho một chàng trai lãng mạn. Với một chiếc nhẫn cùng một bài thơ đã chuẩn bị trước, chàng trai can đảm thể hiện lời cầu hôn với cô gái. Anh ấy thuê các nhạc công và tất cả những gì cần thiết cho màn cầu hôn. Chàng trai lấy micro và ngâm bài thơ đã chuẩn bị. Chàng trai đang cố gắng quỳ xuống, nhưng đó không phải là kế hoạch của cô gái. Cô đã cố gắng để ngăn chặn hành động lãng mạn của bạn trai. Anh ấy rất kiên trì, vì thế anh ấy đã bị trừng phạt. Thay vì nghe câu trả lời là đồng ý, chàng trai đã bị đánh vào đầu bằng cây guitar nhỏ được lấy từ trong những tay nhạc sĩ. I mean, after I said hello, anyway, you're my Janu, you're my sweetie pie, you're my cutie pie, you're my absolute Janu. Tôi không nghĩ rằng ai đó muốn ở vị trí của anh ấy. Person on Sau đó, hóa ra video này là video của chiến dịch marketing lan truyền của sản phẩm sô-cô-la đen. Số 2. Tình yêu đôi khi tạo cảm hứng cho mọi người làm những điều điên cuồng và dũng cảm. Một lần có một cô gái tên là Brooke leo lên mái nhà cùng bạn bè, thậm chí cô còn thể không tin vào những gì mà cô nhìn thấy. Bạn trai của cô, Josh, bước ra ngoài mép mái nhà và thu hút trước sự chú ý của mọi người. Anh ấy nói anh ấy có một câu hỏi rất quan trọng để hỏi bạn gái của mình. Anh ấy nhờ bạn của anh đưa cho một chiếc hộp đựng nhẫn. Anh ta cố gắng để bắt chiếc hộp khi nó được người bạn ném đến. Anh không giữ được thăng bằng và ngã xuống. Oh my God! Bạn cũng có thể bị sốc như tôi. Hãy nhìn sự kinh hãi trong đôi mắt của cô gái. Cũng như rất khó để tưởng tượng cảm giác của cô ấy vào thời điểm đó. Cô nóng vội nhìn chuyện gì đã xảy ra với bạn trai của mình. Một lần nữa, bất ngờ đã chờ đợi cho cô gái. Và đó là lời cầu hôn. Hãy lấy anh nhé. Và bạn trai của cô ấy đã được giải cứu trên túi khí chuẩn bị sẵn. Rất khó để từ chối một màn cầu hôn khó khăn như vậy, nhất là màn cầu hôn như thế này. Số 1. Robinson là một lính cứu hỏa từ Thụy Điển, anh ta đang làm việc tại sân bay. Đã có ý tưởng về một màn cầu hôn không bình thường. Bạn gái của anh ấy là một phi công trực thăng tại một sân bay. Anh ấy đã sử dụng công việc thực tế này khi quyết định làm màn cầu hôn lãng mạn của mình. Tại nơi họ gặp nhau lần đầu tiên và đó chính là đường băng hạ cánh. Khi cô gái đang di chuyển trong một chuyến bay với quãng đường như thường lệ, cô ấy rất ngạc nhiên khi nghe giọng người bạn trai của cô ấy nói chuyện trên radio. Robin hỏi cô câu hỏi cho tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị và gợi ý cô ấy trả lời một cách thú vị. Cô gái phải hạ cánh vào một trong hai câu trả lời, đồng ý hay không, đã được viết sẵn trên giải vạch đích nơi cô chuẩn bị đáp xuống. Cô gái bất ngờ đang chìm đắm trong tình yêu. Hạ cánh xuống câu trả lời đồng ý mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Hoặc cô ấy đã không nhận thấy từ không, bởi vì từ này được viết bằng một chữ rất nhỏ, khó để mà xem, Robinson đã nói đùa như thế.
Cảm ơn bạn đã xem video. Bạn thấy màn cầu hôn nào làm cho bạn thích thú? Hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy video này hay thì tiếc gì một like, đồng thời share cho bạn bè của bạn. Bạn cũng không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. If you were married.